và viên Nguyễn Như Quận, Nguyễn Thị Hằng về xin vật các bên về số 2 của cái điều. Kênh YouTube thì anh sẽ bóc của mình. Thì hôm nay mình sẽ xin mọi người 1-2 giây để quảng cáo cái sản phẩm này. Thì đó là bóng tập cổ tay toàn diện dành cho những bạn nào mà đang cổ tay bị yếu, đánh cầu yếu, đập yếu và ve yếu, thì mọi người có thể dùng dụng cụ tập tay này để tập luyện hàng ngày. Mỗi lần tập khoảng 5-10 phút và một ngày tập khoảng 5 đến 10 lần nhá. Thì nó sẽ giúp các bạn tăng được cổ tay rất là nhiều đấy ạ, các bạn tập này ạ. Đó. Đấy, cái này nó công năng rất là mạnh cho nên là nó sẽ giúp cho cái lực cổ tay của mình rất là tốt nha. Ok, mọi người hàng thì hãy liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo của mình qua số 0965698987 nha. Đó. Ok, cảm ơn các bạn. Xin mời các bạn cùng tiếp tục xem video nha. Bye bye. Thank you.
Thank you.
Thật là rất cao. Trên sân số 1 đội luôn đôi nam nữ 3-4 tuổi. Xin mời đội thành phố Hồ Chí Minh và đội viên Mai Tiến Đức, Nguyễn Minh Phú và đội viên Nguyễn Thiên Dung và đội viên Nguyễn Đức Điện, Nguyễn Thị Nhàn. Vậy xin mời đội tên và số 1 trở về thi đấu. Sân 1 đội thi đấu đôi nam nữ 3-4 tuổi. Xin mời đội viên thành phố Hồ Chí Minh và đội viên Mai Tiến Đức, Nguyễn Minh Phượng gặp đơn vị huyện Tiên Du và đồng viên Nguyễn Đức Điện, Nguyễn Thị Nhàn. Phải xin mời các đội tên về sân số 1 chuẩn bị thi đấu. Thank you.
tắt rô nách chống trơn, trượt hoàn hảo. Khỏi lo gặp phải những chấn thương không đáng có khi thi đấu cầu lông. Tắt rô nách 2021 logo được thêu sắc nét, chất liệu sợi bông dày dặn, co giãn tốt, giúp bạn thoải mái di chuyển. Màu sắc đa dạng phù hợp với các loại giày cầu lông. Nhận ưu đãi ngay khi đặt hàng qua Zalo 0965698987.